Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Quỳnh Anh. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam nói về 53 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ ở Việt Nam. Có đến 53 người chết và 67 người bị thương trong tổng số 89 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh tại Việt Nam. Báo chí trong nước trích dẫn số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và cho biết các con số này đều tăng lên so với năm trước. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông đã tăng lên 32 vụ, số người chết tăng 19 người và số người bị thương tăng 21 người. Chỉ riêng trong ngày 3 Tây tháng 9 tại Việt Nam đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm cho 20 người chết, 26 người bị thương. Vào dịp này hàng năm, cảnh sát giao thông được huy động để xử phạt các trường hợp vi phạm các quy định về giao thông. Theo số liệu thống kê từ Bộ Công an được báo chí trích dẫn, vào ngày 3 tháng 9, cảnh sát giao thông toàn quốc đã giải quyết gần 9.000 trường hợp vi phạm, phạt hơn 19 tỷ đồng, tước hơn 2.000 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 139 xe hơi, 3.600 xe mô tô và 32 phương tiện khác. Khoảng 1/3 số vụ giải quyết liên quan đến vi phạm nồng độ cồn và hơn 1.700 vụ là do vi phạm tốc độ. Tiền điện tăng cao bất thường sau ngày nghỉ lễ. Nhiều người dân đã phản ánh vì nhận được hóa đơn tiền điện tháng 8 với số tiền cao gấp đôi, gấp ba so với tháng trước, khiến cho họ giật mình. Ông Thanh Tâm, ngụ tại phường Cát Lái, tại Thủ Đức cho biết gia đình vừa nhận được hóa đơn tiền điện nửa cuối tháng 7 và tháng 8 với số tiền là 3.6 triệu đồng, trong khi trước đây mỗi tháng thì chỉ chừng vào khoảng 1.5 triệu đồng. Và theo ông Tâm thì thông thường kỳ ghi tiền điện của ông lại rơi vào giữa tháng, nhưng từ giữa tháng 7 thì ngành điện nhắn tin là sẽ rời ngày ghi điện sang cuối tháng. Tuy nhiên khi nhận được hóa đơn thì lại cộng luôn cả tháng 8, khiến cho hóa đơn tiền điện tăng một cách chóng mặt. Các cư dân tại Vinhome Central Park thuộc quận Bình Thạnh thì cũng đồng loạt phản ánh hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với các tháng trước, dù dùng vẫn bình thường như bao tháng. Trả lời báo chí thì ông Phan Thanh Nhàn là phó giám đốc của công ty điện lực Gia Định cho biết là tại khu Vinhome Central Park thuộc quận Bình Thạnh, lịch ghi điện trước kia là vào ngày mùng 10 hàng tháng, xong điện lực lại chuyển sang ghi điện vào cuối tháng 8 kể từ tháng 8. Ông Nhàn thì khẳng định trong tháng này thì không có thay đổi kỳ ghi chỉ số và định mức sinh hoạt sẽ tính thêm tương ứng với số ngày thay đổi theo đúng quy định. Nhiều du khách kẹt trên các đảo ở Phú Quốc do mưa bão. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 9 là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Việt Nam. Tuy nhiên, tàu phà đi các đảo của tỉnh Kiên Giang vẫn chưa hoạt động trở lại do thời tiết xấu. Nhiều du khách bị kẹt lại trên các đảo, đặc biệt là đảo Phú Quốc. Chị Nguyễn Thị Minh Thùy là du khách đến từ Rạch Giá cho biết, dịp lễ này gia đình chị cùng nhau đi du lịch Phú Quốc chơi vì được nghỉ 4 ngày. Gia đình chị đi bằng tàu cao tốc, nhưng hiện tại tàu phà đều chưa hoạt động lại do ảnh hưởng mưa bão nên cả nhóm bị kẹt lại ở Phú Quốc. Ghi nhận trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có mưa to liên tục, các chuyến tàu phà từ Rạch Giá đi các đảo Nam Du, Phú Quốc và ngược lại, Phú Quốc, Hà Tiên và ngược lại đều không chạy từ ngày 2 tháng 9 để bảo đảm an toàn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, việc tàu phà tạm ngưng chạy đã làm cho gần 12.000 khách lưu trú trên các đảo bị kẹt lại. Trong đó chiếm phần lớn là khách ở Phú Quốc, có khoảng hơn 10.000 khách. Tỉnh Phú Yên đề nghị xây nhà ga phi trường Tuy Hòa với công suất là 3 triệu khách trong một năm. Trong công văn gửi cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và về xây dựng nhà ga hành khách T2 phi trường Tuy Hòa, chính quyền tỉnh Phú Yên cho biết là dự tính cho đến năm 2025 thì hành khách qua phi trường Tuy Hòa đạt được trên 1 triệu lượt, nên tỉnh đã đề nghị xây nhà ga T2 của phi trường Tuy Hòa với công suất là 3 triệu khách một năm.
Theo chính quyền của tỉnh Phú Yên, thì phi trường Tuy Hòa hiện nay là phi trường cấp 4C với 2 đường băng, nhưng đang sử dụng đường băng kích thước 2.900m với 45m bề rộng, còn đường băng kích thước 3.048m với 45m bề rộng đã bị hư hỏng và không sử dụng được. Phi trường này có sân đậu máy bay rộng tới 5.000m2 với 3 vị trí đậu máy bay. Nhà ga phi trường Tuy Hòa có diện tích lớn hơn 6.000m2 với công suất là 550.000 khách trong một năm. Tuy nhiên thì vào năm 2022, phi trường Tuy Hòa đã đón hơn 620.000 lượt khách. Và tỉnh Phú Yên cho biết là vào năm 2022, Phú Yên đón được 2.2 triệu khách du lịch. Dự kiến vào năm 2023 thì đón 2.7 triệu lượt khách và đến năm 2025 thì đón trên 1 triệu khách du lịch. Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phi trường toàn quốc vào thời kỳ 2021-2030 và hướng đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt. Dự kiến là đến năm 2030 thì công suất của phi trường Tuy Hòa vào khoảng 3 triệu khách một năm. Và tổng mức đầu tư dự kiến của nhà ga T2 của phi trường Tuy Hòa được tỉnh Phú Yên đề nghị là vào khoảng 1.500 tỷ đồng. Từ nguồn vốn phát triển giai đoạn 2021-2025 của Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam, viết tắt là ACV. Cảnh sát bắt giữ hơn 120 người dàn cảnh bán dự án ma ở Đồng Nai. Thưa quý vị, ập vào khu vực công ty Lộc Phúc tổ chức bán dự án không có thật, cảnh sát phát hiện có 122 nhân viên đang dàn cảnh cùng với chân gỗ, dụ hàng chục người mua đất. Ngày 4 tháng 9, Công an Đồng Nai khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều tra Nguyễn Văn An, 27 tuổi, tổng giám đốc công ty Lộc Phúc, có trụ sở tại quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn, cùng cả trăm nhân viên. Quyết định này được đưa ra sau 4 ngày, hàng trăm cảnh sát đột kích khu vực công ty Lộc Phúc, tổ chức bán dự án ma tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom. Trước đó, Công an Đồng Nai được nhiều người dân phản ảnh, công ty Lộc Phúc chuyên đưa khách đi xem đất và bán dự án không có thật. Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang là giám đốc công an tỉnh, chỉ đạo lập ban chuyên án. Ngày 31 tháng 8, khi công ty Phúc Lộc chở hàng chục khách về sàn giao dịch xã An Viễn, thì cảnh sát ập vào khống chế, bắt quả tang Nguyễn Văn An và 122 nhân viên đang diễn cùng với 20 người được thuê đóng giả khách hàng, được gọi là chân gỗ, tranh mua dự án. 43 khách hàng khác là nạn nhân cũng được mời về trụ sở. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác ập vào khám xét trụ sở công ty Lộc Phúc tại thành phố Sài Gòn, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2 tỷ 400 triệu đồng, 18.000 yên Nhật, 3.500 đô la, hơn 24 cây vàng, 7 chiếc xe hơi để phục vụ cho công tác điều tra. Một số siêu thị tại Anh đã dừng bán trái thanh long của Việt Nam vì phát hiện ra dư lượng thuốc trừ sâu nằm trong quả mang rủi ro đến cho sức khỏe của người tiêu dùng. Báo chí Việt Nam vào hôm 3 tháng 9 đã dẫn thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Anh cho biết, tin này giữa khi Thương vụ Việt Nam tại Anh đang thúc đẩy thực hiện nhiều biện pháp để xuất cảng hàng hóa vào Anh. Cụ thể là Cục Tiêu chuẩn của Thực phẩm Anh cũng như là Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm của Scotland cho biết, căn cứ vào các bằng chứng thực tế và phương pháp phân tích khoa học, thì quả thanh long của Việt Nam có dư lượng thuốc trừ sâu. Hai cơ quan này đang tham vấn công khai trong 6 tuần trước khi mà báo cáo các bộ trưởng kèm theo đề xuất kiến nghị về việc sửa đổi quy định pháp lý liên quan đến việc kiểm định quả thanh long của Việt Nam. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, thì 7 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt hơn 3.95 tỷ đô la, tăng nhẹ là 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thì Việt Nam có thẳng dư thương mại hơn 3.03 tỷ đô la. Trong khi đó thì trái sầu riêng của Việt Nam được xuất sang Nhật Bản và Trung Cộng liên tục bị các doanh nghiệp cảnh báo về chất lượng không bảo đảm. Bà Đinh Anh Minh là giám đốc của công ty Aika Group tại Tsukuba, Nhật Bản, nói trên tờ Thanh Niên trong ngày 2 tháng 9 rằng
Đầu tháng 8 thì công ty bà mua 2 kiện hàng với 13 quả sầu riêng tươi được nhập từ Việt Nam đưa về cửa hàng bán lẻ. Trong số đó thì chỉ có một quả sầu riêng là chín, 2 quả còn lại bị sượng hoàn toàn và 2 quả bị non không thể chín. Số còn lại thì bị nứt vỏ và cơm bị chua, khiến cho công ty bà chỉ thu hồi được có 20% số vốn. Và không chỉ công ty của bà Minh mà nhiều công ty khác có văn phòng đặt tại Tokyo, Nhật Bản và Trung Cộng đã xác nhận là thị trường sầu riêng đang loạn giá và dẫn đến việc loạn chất lượng. Vừa qua có nhiều lô hàng sầu riêng đã bị thối hỏng, không thể chín khi bị cắt nọt. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Huỳnh Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Triệu và Quỳnh Anh xin được kính hẹn lại vào bản tin kỳ tới cũng trên Hậu Việt TV. Chúng tôi xin thân ái kính chào, tạm biệt quý vị.